thân thì đã làm chủ hơn 15 năm, có thể là đã 17 năm rồi. Tracy tìm tòi, tìm thì cũng có liên lạc một vài công ty, nhưng mà không biết làm sao thì vì một cái lý do nào đó mà nó cũng không có convince Tracy cho đủ, vẫn chưa tin. Tại vì với một cái số tiền mình bỏ ra marketing mà, thì mình cũng phải suy nghĩ đắn đo. Mình đã quên một điều là mình đang quảng cáo cho những công ty khác, mình mà quên mất công ty của mình luôn. Khách hàng tới tiệm mình đã nhận được dịch vụ tốt, nhưng mà còn có thêm cái kiến thức nữa. Mấy bạn có biết là kiến thức là tốn rất là nhiều tiền đúng không? Chào mừng các anh chị đã đến với chương trình tư vấn kinh doanh cùng với công ty GDS Vietcap Group. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta có một chủ đề đặc biệt, đó là cách xưa và nay giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ đến cho khách hàng có sự khác biệt như thế nào. Và với chủ đề ngày hôm nay thì Thanh tin rằng là sẽ có nhiều anh chị chủ doanh nghiệp đang kinh doanh trong những lĩnh vực như là beauty spa, về salon, hair salon hay là nails rất là quan tâm. Và rất là vui được mời đến phim trường ngày hôm nay là chị Tracy, business owner của một công ty beauty lounge rất là thành công tại thành phố Tomball, tiểu bang Texas. Dạ, em chào chị Tracy, cảm ơn chị đã dành thời gian đến đây tham gia cùng với chương trình. Chào Thanh và chào các anh các chị. Cảm ơn Thanh và công ty đã mời Tracy đến đây, thì đây là cũng cái vinh hạnh của Tracy. Dạ dạ, cảm ơn chị. Dạ thì chị Tracy ơi, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về cái chủ đề đó là cách xưa và nay. Okay. Để làm sao đưa những cái sản phẩm hoặc là dịch vụ của mình đến cho khách hàng. Thì đứng ở góc độ chị là một chủ doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực beauty spa, thì chị có cái cách như thế nào và ngày xưa mình thường làm như thế nào, và chị có đã áp dụng những cái cách đó hay không, và nó đem lại những cái kết quả như thế nào, chị có thể chia sẻ cho thì mọi nói người. Nói về cách ngày xưa thì Tracy cũng có chút xíu kinh nghiệm, tại vì bản thân thì đã làm chủ hơn 15 năm, có thể là đã 17 năm rồi. Khi đầu tiên cách hồi xưa mà Tracy quảng cáo á, thì bản thân ra thì ra nghề thì cũng không có tiền để mà mình nghĩ tới cái chuyện mà mướn một công ty quảng cáo. Thành ra là mình cũng đi làm một mình, mà hồi xưa thì cũng không có nhiều công ty quảng cáo nữa. Nên là cách Tracy làm á, là Tracy in ra những cái coupon, xong rồi Tracy đứng ở ngay cái chợ á, phát cho ai đi vô chợ phát. Cái bắt đầu là người ta thì thường thường cái tờ giấy là người ta sẽ dục xuống đúng không, thì nó lại rải, nó bị làm rác cho cái chợ của người ta, cái bị đuổi. Xong rồi cái sau đó cái Tracy cũng in coupon ra, cái Tracy nhét lên cái xe của người ta thì cũng bị người ta đuổi. Rồi sau đó thì hồi xưa mình có những cái công ty quảng cáo họ sẽ bỏ vào cái bịch đúng không, thường thường là họ sẽ nhét vào cái bịch ni lông, thì trong cái bịch ni lông đó nó sẽ có nhiều công ty nằm trong cái bịch đó, và họ hen ngay cái cửa cho người ta. Thì cái đó là tại vì người ta có quyền làm như vậy và người ta trả tiền, nhưng mà chưa chắc gì cũng không có thành công luôn, là tại vì là chưa chắc gì người ta mở ra để người ta coi hết. Rồi sau đó thì Tracy bắt chước cái ý tưởng đó, và Tracy đã tự nhét vào cái thùng, không phải nhét trong thùng thơ mà nhét ở ngoài thùng thơ người ta bằng cái từng cái coupon. Thì Tracy làm như vậy thì không biết nó work hay không, nhưng mà thấy nó cũng có khách, nhưng mà tốn rất là nhiều thời gian và công sức của mình rất là nhiều lắm luôn. Thì đó là cách quảng cáo ngày xưa của Tracy. Và sau đó thì khi mà khách hàng tới tiệm á, thì Tracy phải chính bản thân mình phải đi nói chuyện với khách hàng từng cái dịch vụ mới mình mới ra. Không biết một ngày mình nói bao nhiêu lần, mà mình cứ đi nói hoài thì mình cũng còn phải có thời gian để mình làm cho khách nữa. Mà mình nói hoài mà đâu phải, sau đó thì mình có những người thợ làm chung cho mình, thì đâu phải ai cũng biết tiếng Anh đâu, mà mình cũng không có đủ hết cái kiến thức để mà mình giải thích được hết những câu hỏi cho họ nữa. Cho nên đó là một cái điều rất là khó khăn trong cái hồi xưa. Đó là hồi xưa. Tại vì thợ khi mà họ vô làm, có người họ nói được tiếng Anh, có người họ đâu nói được đâu. Cho nên có khi Tracy đang làm khắp cái họ cũng phải nói: chị ơi chạy tới giải thích cái này, chị ơi giải thích cái kia, tại sao nó là như vậy, tại sao nó là như kia. Thì rất là nhiều câu hỏi cho khách hàng mình đặt ra. Thì đó là cách xưa đối với... Dạ, cảm ơn chị Tracy. Mà Tracy đã trải qua. Dạ, dạ cảm ơn chị Tracy. Thì cho em hỏi chị thêm nữa, đó là trải qua những cái cách mà xưa kia mình đã làm, old traditional đó, thì hiện nay với cái sự thành công mà doanh nghiệp chị đang làm, thì chị đã áp dụng cái cách như thế nào để mà chị có thể thay thế được, giải quyết được những cái vấn đề mà vừa rồi chị đã nêu ra? Đúng rồi. Thì để giải quyết cái vấn đề đó thì cái lúc mà mình đang ở cái tiệm cũ á,
thì cái tiệm nó rất là nhỏ, thì mình còn có khả năng mình làm được chuyện đó. Nhưng mà khi mình qua một cái tiệm mới thì cái diện tích nó gấp đôi, cái gì nó cũng mới, cái số người làm cũng gấp đôi, mình đâu thể nào mình làm được chuyện đó. Thì lúc đó thì Tracy mỗi lần mà đi ăn ở nhà hàng hoặc là uống nước á, thì Tracy hoặc là nước tapioca, thì Tracy cảm thấy trên cái màn hình á, nó có những cái hình ảnh. Thì trong đầu Tracy cũng suy nghĩ là có những công ty nào mà nó làm cái chuyện này cho những tiệm nail không ta? Đó, thì bắt đầu Tracy tìm tòi, tìm thì cũng có liên lạc một vài công ty, nhưng mà không biết làm sao thì vì một cái lý do nào đó mà nó cũng không có convince Tracy cho đủ, vẫn chưa tin. Tại vì với một cái số tiền mình bỏ ra marketing mà, thì mình cũng phải suy nghĩ đắn đo. Thì một ngày nào đó Tracy tìm tới công ty GDS, thì Tracy có hỏi về cái vấn đề là digital marketing. Công ty GDS thì Tân đã nói chuyện với mình và giải thích với mình rất là nhiều. Thì sau đó mình cảm thấy là cái digital marketing đó là một cái gọi là thông minh. Mình không biết ai nghĩ ra, mình không biết, nhưng mà nó đã ngoài cái sức tưởng tượng của Tracy. Ngoại trừ là mình cứ nghĩ ra là những cái quảng cáo ở trên cái tiệm nước hay cái nhà hàng gì đó, nhưng mà nó ngoài cái sự tưởng tượng của Tracy, là bởi vì là cái quảng cáo, chương trình quảng cáo digital marketing rất là thông minh. Bởi vì sao? Khách hàng họ tới với Tracy, họ bảo vậy nè: tao tới đây ngoại trừ tao nhận được cái dịch vụ tốt, nhưng mà tao còn có được cái kiến thức, đúng không? Wow. Đặc biệt là những cái show talk của Tracy với lại bác sĩ. Bác sĩ họ giải thích Botox nó như thế nào, làm sao, có tác dụng gì. Họ nhìn vô, họ nói: ô, tao không bao giờ tao biết chuyện này luôn, cho tới ngày hôm nay tao tới đây tao mới biết. That's why những cái dịch vụ mới của Tracy mang tới cho tiệm, Tracy không có phải đi vòng vòng để mà nói với khách: ồ, cái này nó vậy nè, cái kia nó vậy nè, thôi nó hoài mệt luôn á. Rồi mình cũng không phải làm phiền tới thợ, bắt thợ phải nói luôn. Có nghĩa là họ cứ nhìn vào cái tivi, mình đưa sẵn cái dịch vụ đó và mình giải thích cho họ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 nó như thế nào, và tự họ hiểu được và tự họ biết được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái nghề của Tracy là mình làm về eyelashes, mình làm về eyebrows, thì lúc đó khách hàng họ nhắm mắt lại, họ đâu thấy gì đâu. Dạ, đúng rồi. Họ luôn luôn họ cứ hỏi mình: mày làm gì vậy? Mày làm tao lúc nào curious? Mày làm gì cho tao vậy? Mày sao, có hurt, có đau hay có gì không? Thì những cái digital marketing này, những cái quảng cáo này, nó cho chạy những cái video để biết được là mình làm như thế nào. Cái khách hàng họ nhìn thấy: ồ, nó làm vậy vậy. Nói chung tóm lại là đây là một cái chiến lược rất là thông minh. Highly recommend cho tất cả các tiệm. Dạ, cảm ơn chị Tracy rất là nhiều. Đó là cái cách mà chủ đề ngày hôm nay mình thảo luận. Đó là cái sự cách khác biệt của Tracy với những tiệm khác, là khách hàng tới tiệm mình đã nhận được dịch vụ tốt, nhưng mà còn có thêm cái kiến thức nữa. Mấy bạn có biết là kiến thức là tốn rất là nhiều tiền đúng không? Tại vì á, để mà đọc một cuốn sách thôi tốn bao lâu? Rất nhiều phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trong cái cuốn sách đó, em có khả năng để em tóm lược lại bao nhiêu trang để cho người ta hiểu đúng nội dung chính không? Phải không? Thì Tracy là người làm việc chuyện đó. Tóm lược lại cái quá trình làm việc, đưa ra những cái nội dung chính, 1, 2, 3, khách hàng hiểu rồi xong, đi thẳng vào nội dung chính thôi, chứ đâu có thể nào mà mở ra cho người ta. Giống như mình đi học Michael Blading, nó đưa cuốn sách vậy nè, cho Tracy biết bao nhiêu người mở cuốn sách đó ra đọc, ít lắm. Yeah. Nhưng mà để cho biết được nội dung chính là ok, hiểu được rồi, đâu ai thèm mở đâu. Same thing với khách hàng, nó cũng dành như vậy luôn. Dạ, yeah, dạ, yeah, đúng rồi. Em cảm ơn những cái chia sẻ của chị rất là thực tế và hữu ích. Thì đứng ở góc độ em cũng làm việc ở trong cái lĩnh vực này, thì em thấy là cái con người mình á, cái thị giác nó rất là quan trọng. Chính và thế. Cái mà giúp cho con người mình tiếp thu thông tin nhanh nhất đó là thị giác. Thì qua cái thị giác của con người mình thì mình sẽ capture được rất là nhiều điều. Thì em thấy đối với lĩnh vực trong ngành nail của mình á, đặc biệt là khi mà mình build một cái tiệm ra, thì mình đầu tư những cái tivi rất là nhiều trong tiệm. Đúng. Mặc rồi. Dù mình biết là nhiều khi mình cũng không biết để làm gì, nhưng mà giống như là một cái sự mặc định mình cũng phải gắn 3-4 cái tivi. Mà thực tế thì ít có anh chị để ý tới cái vấn đề là mình đang phải trả tiền mua tivi, mình trả tiền điện, và mình đang chạy quảng cáo cho một công ty khác. Chính xác. Mà mình không có Thành không có tận dụng nó để mà mình quảng cáo cho mình. Nó rất là thông minh ở chỗ đó. Đúng rồi. Mỗi cái tiệm Tracy cảm thấy hình như là chắc có tới 4-5 cái tivi, có tivi góc này, tivi góc kia. Nhưng mà thật sự là Thanh nói rất là đúng luôn, là mình đã quên một điều là mình đang quảng cáo cho những công ty khác, mình quên mất công ty của mình luôn.
Anh có tin là khách hàng khi mà họ đi tới tiệm Tracy, họ chỉ mật định là tôi tới nay tôi chỉ làm chính xác là ngày hôm nay. Dạ, yeah, đúng rồi. Cái cô này, cô lái xe từ New Braunfels tới tiệm của Tracy là mấy tiếng đồng hồ mới tới, là cô chỉ có lấy hẹn làm tay với chân thôi. Sau khi là Tracy không gặp cổ là 3 tháng rồi, là bởi vì cô dọn đi xa. Cái cô tới là cô chỉ làm móng tay móng chân thôi. Cái cô ngồi đó, cái cô nhìn thấy những cái video eyelashes, cái cô thà cô thấy ô cặp mắt mấy cô này đẹp quá. Xong rồi cô nhìn thấy cái talk show của Tracy với lại bác sĩ nói về Botox. Ô, mày làm Botox nữa hả? Ok, vậy thế là chị nói tôi muốn làm bộ lông mi luôn, và tôi muốn làm cái Botox luôn. Thì cái Botox Tracy làm ra xong là $1,500 của cô. Thế đó là cái marketing, cái digital. Đó là trong đầu họ là họ không dự định họ làm. Họ vô họ nhìn thấy mình nói hay quá, hoặc là họ nhìn thấy những cái điểm gì mà họ thích quá, cái tự nhiên họ nó quên nhắc nhở họ là ôi tôi phải lo cho, lâu quá rồi tôi chưa làm Botox, hoặc lâu quá rồi tôi chưa có gắn lông mi, tôi cũng muốn làm tại vì lễ rồi. Đó là những cái reminding, giống như mình đi mall cũng vậy. Lúc đầu mình bật định là tôi vô tôi mua có đôi dép thôi nha, cái tự nhiên cái vô cái thấy những đôi khác nó đẹp quá, cái là mua thêm, hấn cái mua thêm. Cái đó là cái cặp mắt, đúng không? Mắt mình nó làm cho mình muốn. Dạ, yeah, yeah, đúng đó, rồi. Thì đó, same thing với lại trong cái nghề nghiệp của mình là mọi người nhìn lên cái tivi, nhìn cái muốn. Đôi khi cái món ăn đó mình không muốn ăn, mình nhìn lên tivi thấy mắc bận, thêm, order thêm nữa, đúng không? Thì same thing với dịch vụ của mình cũng là như vậy. Cho nên có tivi trong tiệm đừng quên là hãy quảng cáo tiệm của mình, mà để quảng cáo tiệm của mình thì mình tìm tới những cái công ty để giúp. Thì Tracy thì cũng biết một vài công ty đó, nhưng mà so far thì Tracy rất là happy với lại GDS về cái dịch vụ và những cái ý tưởng để làm video. Và khi mà mình làm video thì nhân viên của GDS sẽ nói với mình cái này tốt và cái này không tốt, nên làm cái này và nên làm cái kia. Đó là những cái điểm mà Tracy rất là thích. Thì thật sự cái đó là những cái điểm mà Thanh cũng đã nói với chị, chẳng hạn giống như cái show nói chuyện của chị với lại bác sĩ về Botox. Yeah. Thì tụi chị với lại bác sĩ chị ngồi đó nói thôi, đó không, mà mình mở lên cái âm thanh thì nó sẽ ồn, mà đôi khi có người nghe và có người không nghe, nhưng mà sẽ không lấy được cái chi tiết. Cho tới hồi Thanh mà nói chị ơi, chị trả thêm tiền cho cái người quay video một chút xíu rồi bỏ chữ lên đi chị. Thế là đúng là Thanh nói là nó y chang giống như vậy, bỏ chữ lên mọi người cảm thấy có thêm information, có thêm chi tiết. Thì cái vấn đề ở đây là Tracy nói là GDS tụi em luôn luôn là ở bên cạnh khách hàng và giúp đỡ khách hàng, mặc dù là một cái chi tiết nhỏ nhưng mà tụi em vẫn đưa cái ý kiến. Có nghĩa là chị cảm thấy tụi em làm việc có tâm, chứ không phải là tụi em chỉ trách nhiệm làm là mình phải làm. Tại vì bản thân của Tracy làm việc cho khách hàng cũng vậy, Tracy làm việc cũng là làm việc bằng cái tâm của mình. Mình lấy tiền của khách hàng nhưng mà mình phải làm sao make sure là khách hàng họ có thích không, mình có làm tốt cái công việc đó không. Thì đó là GDS, là người đã làm được cái việc đó, là tụi em đã làm việc mà làm việc bằng cái tâm, chứ không phải là làm việc bởi vì cái trách nhiệm của mình làm việc. Cho nên Tracy rất là cảm ơn GDS. Dạ, cảm ơn chị Tracy. Chị cho em hỏi thêm một câu hỏi đó nữa, là đó cái là cái điểm khác của GDS với những công ty khác là làm việc có tâm nha. Dạ, dạ, cảm ơn chị Tracy. Chị cho em hỏi đó là về cái cái nhìn của chị về cái xu hướng phát triển của ngành nail của mình trong tương lai. Nếu như mà mình, chị thấy như thế nào khi mà theo cái cách thức mới hiện nay, và chị thấy nó sẽ ra sao trong cái thời đại sắp tới, trong tương lai? Ý Thanh nói cách áp dụng về quảng cáo đúng không? Dạ đúng rồi, cái xu hướng của cái cách mà chị đang áp dụng. Tracy vẫn cảm thấy đây là một cái xu hướng mà mọi người nên thay đổi. Mình nên có những cái digital marketing ở trong tiệm mà để chạy những cái video quảng cáo đó trên TV. Thì nếu như mà mình không quay được những cái thước phim đó, mình luôn luôn mình hỏi công ty, thực sự là công ty có thể là làm ra được những cái thước phim đó cho mình luôn. Thì Tracy nghĩ đây là cách mà mọi người nên hướng đến và nên thay đổi. Tại vì đâu phải ai cũng biết nói tiếng Anh hết đâu. Chính bản thân Tracy cũng đâu có đã biết nói hết, cũng đâu có thể hiểu được hết. Có những từ ngữ mình nói không được luôn, thì mình không giải thích được. Nhưng mà mình có thể viết ra được, không? Trong sách vở đó viết ra giúp cho mình. Thì khách hàng họ nhìn vô và họ sẽ tự hiểu, thì nó đỡ cho mình rất là nhiều, đỡ nhiều lắm luôn. Dạ, yeah, dạ, yeah, cảm ơn chị. Vẫn rất là recommend cái chuyện này nên thay đổi. Dạ, yeah. Dạ, yeah, cảm ơn chị Tracy. Thì như quý anh chị cũng biết là ngành nail của chúng ta ngày nay thì đang trên đà phát triển, và cái cách mà chúng ta vận hành tiệm nail nó cũng khác với ngày xưa. Quy mô chúng ta đầu tư cho cái tiệm nail của mình ngày càng hiện đại hơn, và nó có nhiều cái công nghệ và những cái hệ thống ở trong đó. Thì như các anh chị biết là đối với những lĩnh vực khác như là nhà hàng hay là retail,
thì họ cũng đã áp dụng những cái cách thức đó, đặc biệt là cái cách mà chị Tracy nói là áp dụng công nghệ số vào trong cái việc quảng cáo sản phẩm. Nó sẽ giúp cho tăng cái sự trải nghiệm của khách hàng. Nó là một cái điểm chạm chính xác để giúp cho khách hàng họ có một cái sự quyết định khi mà họ tới cái dịch vụ của mình và họ spend nhiều tiền hơn. Cái mà em nhìn nó là cặp mắt. Dạ đúng rồi. Cặp mắt. Để mình cứ đưa ra những cái hình ảnh đẹp, những cái thước phim đẹp, những cái video đẹp ở trên cái TV. Nếu mình làm không được thì cái công ty mà mình đi cái marketing đó, mình yêu cầu công ty họ giúp cho mình và hỗ trợ mình, thì họ nhìn thấy được là sẽ làm cho họ muốn. Chắc chắn là như vậy. Cho nên là Tracy cảm thấy là nó help rất là nhiều. Nó help cho bản thân mình mà nó help cũng cho cả khách hàng nữa. Khách hàng bớt hỏi, chứ mình không có là hỏi hoài. Dạ. Và thêm một cái điều Thanh muốn chia sẻ cho quý anh chị, đó là ngày nay chúng ta đang áp dụng những cái công nghệ mới vào trong cái việc truyền tải thông tin, đưa những cái sản phẩm của mình đến cho khách hàng. Thì như chị biết là ngày hôm nay cái smartphone của mình nó rất là gần gũi rồi, và các cái hãng họ làm ra những cái điện thoại rất là thông minh. Cho nên từ đó mình có thể dễ dàng mình upload những cái hình ảnh, những cái đoạn video, những cái thông tin của mình lên trực tiếp lên trên cái hệ thống màn hình của mình luôn. Nếu như mà trong tương lai mà chị Tracy mở thêm những cái chuỗi khác trong cùng cái hệ thống Aloha của mình đó, thì chị khi mà chị áp dụng như vậy thì chị sẽ thấy được cái sự tiện lợi của nó. Chỉ cần chị ngồi một chỗ, chị bấm một nút thôi là tất cả những cái thông tin ở các cái location của mình nó đều update theo. Nó sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng. Đúng rồi. Thì cái đó là một cái công nghệ mình nên áp dụng cho cái công việc kinh doanh của mình, nó đem lại hiệu quả cao. Thì Thanh cũng cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem cái chương trình thảo luận ngày hôm nay. Và em cũng cảm ơn chị Tracy đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích cho các anh chị đang xem chương trình. Và Thanh cũng hy vọng rằng là những cái thông tin mà vừa rồi chị Tracy đã chia sẻ nó cũng giúp ích một phần nào cho cái việc kinh doanh của anh chị. Chúng ta có những cái sự thay đổi, có những cái sự đổi mới hơn và giúp cho doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa em cảm ơn chị Tracy đã dành thời gian đến đây tham dự chương trình cùng với công ty. Thì em cũng chúc cho chị ngày càng phát triển, ngày càng thành công trong cái công việc kinh doanh của mình. Và em cảm ơn chị Tracy. Chị cảm ơn Thanh lúc nào cũng hỗ trợ chị. Dạ rồi, xin chào tạm biệt các anh chị. Mình ở Việt Nam qua mà mình không có gì hết, nhưng mà mình làm được một cái chuyện mà ta nhìn vô người ta cũng nói là có gut lắm thì mới dám làm. Mình bỏ tiền ra mình set up quá nhiều tivi, đôi khi mình vào một cái tiệm nail mình thắng 7-8 cái, 10 cái tivi luôn. Nhưng mà mở này mở kia, channel quảng cáo này quảng cáo kia, họ quên mất cái là họ mình phải quảng cáo cho tiệm của mình. Google rồi Facebook rồi Instagram thì ai cũng quảng cáo được, đúng không? Mình thấy rất là nhiều, nhưng mà khó mà lấy được lòng tin của khách hàng cho tới khi họ vào cái là họ khẳng định được liền tôi muốn làm, và họ khẳng định một câu là nơi đây là nơi tôi muốn chi tiền.